Ủa thế nào, Hiền đệ đã chuẩn bị đồ đạc để lên đường ứng thế rồi chứ? Đệ thì có gì đâu mà sẵn giống sẵn đại huynh. Ủa mà còn đại huynh sao mà tiểu đệ không thấy đại huynh chuẩn bị gì hết vậy? Ta thì rất sợ hai chữ công danh làm buộc là nghĩ sống của ta. Vậy chứ bấy lâu nay đại huynh đi học để làm gì? Mấy năm qua tao nhìn sử kinh là để học nhân học nghĩa, chứ không phải để tìm bả lợi danh. Thật tử đệ vô cùng khâm phục đại huynh. Có gì đâu mà gọi là khâm phục, đó chẳng qua là ý sống khác nhau thôi. Đối với ta đời là sự thảnh thơi nơi đồng ruộng, ngày tháng âm dông nơi miền quan giả. Ngoài dòng lợi danh chân cao thấp mặt tình, để ao ước được như huynh đời một thoáng an nhàn, vui cùng với mấy ngàn. Ta e rằng hiện đại khó thực hiện được đâu, bởi vì đôi vai còn mang nhiều ẩn nỗi sâu dày. Hiện đại phải lo trả cho tròn, để phải lên đường lo lập chữ công danh. Đại huynh, hiền đệ không thể giống như ta, mà ta cũng không thể đi theo hiền đệ được. Vậy rượu đây, chúng ta hãy uống vài chung để nhớ hoài buổi đưa tiễn hôm nay. Dạ. Hiền đệ ơi, nhìn bọt rượu suối đầy trong chúng hàng si, nghĩ gì đây khi men rượu cay nồng? Xin trao tay gửi chút nghĩa tương phùng, ta và đệ cùng cười sang sảng để thay lời đưa tiễn. Uống đi đệ. Ôi tiếng cười dở dũng giữa không gian như thay vang lời đưa tiền. Xin hãy cạn chén rượu hàng vì cho ngất ngây say mà mơ ước chuyện tương phùng. Đời đã rộng thênh thang mà tình ý lại khôn cùng, làm sao biết được chuyện bèo mây tan hợp. Nghĩ thêm buồn cho những ngày sống núi cách xa, chén rượu hôm nay nào phải chén quan hà. Sao đưa tiễn mà nghe lòng buồn rười rượi, thân ca chép đã tốn công lặn lội, cố vượt vũ môn qua kiếp được thành rồng. Uống cạn chén này rồi chén nữa, rượu đã cạn bầu chưa thấy sai, hồn lại thấm sai tình tri kỷ. Ngày mai chia biệt giảng đường mây, nhìn mái tóc của đại huynh rối bời như mây tam hương, để tự thẹn mình bấy lâu nay bị ràng buộc nợ cân đai. Trọn đời để sẽ nhớ hoài men rượu hôm nay, cầm bầu gõ nhịp mà ca bài cảm khai. Hồn cao rộng đại huynh đã vượt ra ngoài dòng phiền toái, mà để vẫn còn kêu mang nhiều ân nợ công hậu. Rượu này nồng đến ngày sau, hơi men say lắm ngàn câu thâm tình, chưa đưa dạng dầm
trường đình mà nghe thương nhớ hơn nghìn núi sông. Xin bái biệt đại huynh. Đại huynh ơi. Ủa kìa Trần Minh Hiền Đệ, mày đã đổ Trạng Nguyên rồi. Ủa vậy à, đã đổ Trạng Nguyên rồi à? Ủa tại sao Trạng Nguyên mà ăn mặc vậy sao? Đại huynh vẫn chưa tin lời đệ à? Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau, Hiền đệ không có thay đổi tâm tính đi nhé. Một Trạng Nguyên được vinh quy bái tổ mà lại im liềm, không có chiếu của vua chuyển về làng để lo đón tiếp, và ngay cả quan huyện sở tại nữa, còn biết không hay. Để đâu có còn ai ở đây đâu mà làm rình rang cho rỡ ràng dòng họ nữa chứ. Cho nên để cố ý tâu với Đức Thánh Quân đừng ban chiêu thông báo trước, để sẽ tùy nghi mà sắp xếp. Sao bỗng dưng tân trạng Trần Minh xin làm một chuyện lạ đời, đối với đại huynh và hiền phụ huynh, để phái dùm cho bao tình cảm thiết tha. Vì hai người tình rất thâm trọng, để phải hết lòng lo lắng liệu quan, phải đón mừng nhau cho hết sức đậm đà, cho xứng với tình và thâm ân, để mới sinh làm chuyện nghịch thường, vậy mà vẫn chưa được trọn lòng yêu thương. Hiền đệ không có dối ta đó chứ? Dân với đệ huynh thì đệ không bao giờ dám nói dối. Thế tại sao đệ vẫn mặc y phục rách rưới này mà tìm ta? Đại huynh, để muốn tìm trọn vẹn thâm tình của ngài đứa tử, của hai người bạn nghèo đã rót rượu dặn dò nhau. Áo mão Trạng Nguyên là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách đôi bờ tình tri kỷ. Sinh ta ra là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có Trần Minh. Bây giờ ta bắt đầu thèm rượu rồi. Để hãy chờ ta. Đại huynh đi đâu vậy? Thì ta đi mua rượu. Rượu đây nè đại huynh. Nhưng rượu này không phải là rượu Trạng Nguyên hay Ngự Tửu, Mà rượu này đó đệ đã ghé mua ở một cái quán nghèo ở bên đường. Vậy bây giờ anh em mình cùng hâm nóng lại chén rượu ngày xưa, chén rượu của ngày đưa tiễn. Giờ là Trạng Nguyên mà vẫn uống được rượu quán nghèo à? Uống chứ đại huynh. Tuy rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương vị, xin kính cận tay nâng mời tri kỷ, mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm tình. Rượu lạc Trạng Nguyên thì để chỉ xin dám uống một mình, đâu dám rót làm bẩn môi người nghĩa khí, xin gửi vào đây bằng hương vị của ngày xưa. Cởi áo mão cân đai gửi cho quân hầu cận, mặc nguyên áo cơ hàng để tìm bản tiên tri. Vậy rượu tương phùng đại huynh hãy uống đi, uống chén rượu hôm nay mà nhớ ngày đưa tiền. Mời đại huynh. Dân, ta uống đây. Uống đi đại huynh. Để mời đại huynh hãy uống thêm một chung nữa. Hảo bằng hữu, cởi lớp áo Trạng Nguyên để đã đáy ta
rượu mũi tiếng đưa chưa phai được vị men nồng. Xin đa tạ với nhiều thâm cảm, sao xuyên tâm hồn dương đậm nghĩa cố tri. Hơi rượu hôm nay ướp men tình ngày cũ, sao ta cứ nghe nó còn hơi hướng trạng nguyên. Rượu đã mất ngon, ta chỉ xin uống cạn vài chung nhỏ, rồi lại quay về vui cuốc bấm cày sâu. Đại huynh nỡ để cho đệ khi có áo mão cân đai thì đành phải mất bạn hay sao? Làm sao được nữa, đôi bằng hữu thì khi có một kẻ cao sang thì không thể nào tránh được mặc cảm gì phân chia giai cấp. Đại huynh có còn gì để dạy nhau chăng? Còn chứ, ta xin tặng đệ một nhành bông lúa mới, thay lời dặn dò khi có được cao sang thì xin chớ có quên những kẻ bùng lắm tay chân. Nuôi dưỡng nhân sinh họ là những người ân, mà lớp người đó thì lại chịu nhiều khinh bạc của những kẻ áo rộng mũ cao, ăn trên ngồi trước, mà bây giờ để đã dấn thân vô. Đa tạ đại huynh, trân trọng nhận trong tay nhành lúa mới thơm tho, và tâm nguyện sẽ dình lời ký thác. Trong đời để chỉ có hai người thân yêu nhất là hiền phu Quỳnh Nga và bằng hữu Vĩnh Điền. Được đệ hứa như vậy là ta vui rồi.